Kính chào quý phụ huynh, cô chào các con học sinh. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con học môn toán lớp 2, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Các con đã chuẩn bị đủ đồ dùng để học tốt cho tiết học này rồi đúng không nào? Cùng cô kiểm tra lại nhé. Trước khi vào học, cô trò mình cùng khởi động. Các con ơi, hôm nay mẹ nhờ Mai nhặt trứng gà sau trang trại nhà Mai. Các con hãy giúp bạn Mai nhé. Trả lời đúng mỗi câu hỏi, con sẽ giúp Mai nhặt được một quả trứng gà. Nào, bắt đầu thôi. Câu 1. 29 cộng 3 bằng mấy? A. 32 B. 31 C. 22 Các con hãy tính nhanh và chọn đi nào. À, mình chọn A. 29 cộng 3 bằng 32. Đúng rồi. Câu 2. 33 cộng 7 bằng mấy? A. 50. B. 30. Và C. 40. Hãy tính nhanh và chọn đi nào. Đúng rồi, mình chọn C, 33 cộng 7 bằng 40. Mình giúp Mai nhặt tiếp quả trứng thứ ba nhé. Câu 3, Mai có 24 viên bi, Nam có 9 viên bi. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu viên bi? A, 23 viên bi. B, 43 viên bi. C, 33 viên bi. Các con hãy tính nhanh và chọn đáp án đúng xem nào. À, đáp án đúng là C, 33 viên bi. Như vậy là các con vừa thực hiện được phép cộng có nhớ số có hai chữ số với số có một chữ số. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các con thực hiện phép cộng có nhớ số có hai chữ số với số có hai chữ số qua bài 20. Các con nhắc lại tên bài nhé. Sau bài học hôm nay sẽ giúp các con thực hiện được kỹ năng đặt tính rồi tính phép cộng có nhớ, số có hai chữ số với số có hai chữ số. Giúp các con vận dụng vào giải bài toán thực tế, kết hợp phép tính với so sánh số. Các con hãy mở sách giáo khoa trang 76. Cô và các con cùng vào phần khám phá nhé. Các con ơi, trường của Mai và Robot tổ chức gom pin cũ để bảo vệ môi trường. Các bạn học sinh có thể đổi pin cũ lấy vỡ. Bạn Mai và Robot cũng tham gia đấy. Pin cũ có thể tái chế sử dụng lại được đấy các con. Mai nói, cháu có 36 cục pin. Robot bảo, Cháu có 17 cục pin. Bác Bảo vệ hỏi: Cả hai cháu có bao nhiêu cục pin? Muốn biết hai bạn đã đổi bao nhiêu cục pin cũ, ta phải làm phép tính gì? Các con thấy đấy, Mai có 36 cục pin, Robot có 17 cục pin, cả hai bạn có bao nhiêu cục pin? Con nghĩ chúng ta sẽ thực hiện phép tính gì nào? À đúng rồi, chúng ta sẽ thực hiện phép tính cộng. Lấy 36 cộng 17. Vậy 36 cộng 17 bằng bao nhiêu? Cô và các con cùng tìm kết quả của phép tính này nhé. Cô sẽ hướng dẫn các con tìm kết quả của phép tính 36 cộng 17 bằng thao tác trên que tính. Các con hãy lấy que tính đặt trên bàn. Con nhớ 36 gồm mấy chục và mấy đơn vị? À, 36 gồm 3 chục và 6 đơn vị. Cô sẽ dùng que tính để thực hiện, con cũng lấy que tính cùng thực hiện với cô nhé. 3 chục. Mình sẽ biểu diễn bằng 3 bó que tính ở cột chục. 6 đơn vị. Mình sẽ biểu diễn bằng 6 que tính xếp vào cột đơn vị. Tương tự, 17. 17 gồm 1 chục và 7 đơn vị. 1 chục, mình sẽ biểu diễn bằng 1 bó que tính xếp vào cột chục hàng thứ 2. 7 đơn vị, mình sẽ biểu diễn bằng 7 que tính xếp vào cột đơn vị hàng thứ 2. Bây giờ các con hãy đếm giúp cô, cột đơn vị có tất cả bao nhiêu que tính? À, 13 que đúng không? Và 13 thì gồm 1 chục và 3 đơn vị. Bây giờ cô sẽ gộp 1 chục que tính thay bằng 1 bó 10 que tính. Và cô lại gộp một bó này vào cột chục. Bây giờ các con lại đếm giúp cô. Cột đơn vị lúc này có bao nhiêu que? À, có ba que, tức là ba đơn vị. Cột chục lúc này có bao nhiêu bó que tính? Đúng rồi, 5 bó que tính, tức là 50. Vậy con cho cô biết số gồm 50 và 3 đơn vị là số mấy? Chính xác rồi đấy con, đó là số 53. Vậy ta nói 36 que tính cộng 17 que tính bằng 53 que tính. Con nhắc lại cùng cô. 36 cộng 17 bằng 53. Mình trả lời bác bảo vệ được chưa nào? Cả hai bạn có 53 cục pin. Chúng ta vừa dùng que tính để tìm kết quả của 36 cộng 17. Và bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con cách đặt tính rồi tính để tìm kết quả của 36 cộng 17 nhé. Các con quan sát trên màn hình nào. Số hạng thứ nhất 36 viết trước. Số hạng thứ hai 17 Viết dưới số hạng thứ nhất sao cho các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau. Số đơn vị thẳng cột với số đơn vị, tức là con viết số 7 thẳng cột với số 6. Số chục thẳng cột với số chục, tức là con viết số 1 thẳng cột với số 3. Viết dấu cộng ở giữa về phía bên trái hai số hạng. Dùng thước kẻ dấu gạch ngang thay cho dấu bằng. Chúng ta vừa thực hiện xong bước 1, đặt tính rồi đấy. Bước 2, tính. Bây giờ cô và các con cùng tính để tìm kết quả nhé. Ta thực hiện từ phải sang trái, tức là cộng số đơn vị trước. 6 cộng 7 bằng 13. Các con viết chữ số đơn vị, nhớ chữ số hàng chục, tức là viết 3 nhớ 1. Còn viết 3 thẳng cột đơn vị. Nhớ 1, các con lưu ý có thể ghi nhớ hoặc ghi nháp để con nhớ thêm vào hàng chục nhé. Thực hiện tiếp theo. 3 thêm 1 bằng 4. 4 cộng 1 bằng 5, viết 5 chữ số 5 thẳng cột chục. Tức là thẳng với số 1 và số 3. Như vậy, 36 cộng 17 bằng 53. Bây giờ cô và các con cùng nhắc lại cách thực hiện. 6 cộng 7 bằng 13 viết 3 nhớ 1. 3 thêm 1 bằng 4. 4 cộng 1 bằng 5, viết 5. Vậy 36 cộng 17 bằng 53. Cô vừa hướng dẫn các con cách thực hiện phép tính cộng, có nhớ số có hai chữ số với số có hai chữ số. Bây giờ chúng ta cùng vận dụng kiến thức đã học để làm các bài tập trong phần hoạt động nhé. Con đọc cùng cô bài tập 1 tính 17 cộng 24 37 cộng 36 42 cộng 48 59 cộng 25 Các con quan sát đây là các phép cộng số có hai chữ số với số có hai chữ số đã được đặt tính rồi đấy các con chỉ cần tính kết quả của các phép tính. Phép tính đầu tiên, cô trò mình cùng thực hiện nhé. Ta tính từ phải sang trái. Lấy 7 cộng 4 bằng 11, viết 1, nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2, 2 cộng 2 bằng 4, viết 4. Vậy 17 cộng 24 bằng 41. Ba phép tính còn lại, các con hãy dùng bút chì tính và ghi nhẹ nhàng kết quả vào sách cô sẽ dành một ít thời gian để con thực hiện nhé các con bắt đầu làm bài Xong chưa nào? Mình cùng kiểm tra kết quả nhé. Bài thứ hai, 37 cộng 36 bằng 73. Bài tiếp theo, 42 cộng 48 bằng 90. Và bài cuối cùng, 59 cộng 25 bằng 84. Còn hãy so sánh với kết quả của mình xem nào, còn làm bài đúng không? Cô có lời khen các bạn làm bài đúng nhé. Các con nhớ, mình phải tính hết sức cẩn thận. Và bây giờ cô giao thêm nhiệm vụ cho các con đây. Các con đọc cùng cô bài tập 2. 2. Đặt tính rồi tính. 23 cộng 67. 46 cộng 18. 59 cộng 21. 64 cộng 19. Đề bài yêu cầu ta làm gì? À, hai nhiệm vụ nhé các con. Một là đặc tính và hai là tính. Các con hãy lấy bản con, cô trò mình cùng thực hiện phép tính đầu tiên và cùng nhắc lại các bước thực hiện nhé. Bài đầu tiên 23 cộng 67. Bước 1 đặt tính. Mình viết phép tính theo cột dọc. Con còn nhớ cách đặt tính không nào? Viết các số hạng sao cho các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau. Viết 23 trước. Viết 67 dưới 23. Viết dấu cộng ở giữa về phía trái của hai số hạng. Dùng thước kẻ dấu gạch ngang thay cho dấu bằng. Bước 1 đã xong. Bước 2. Tính. Con còn nhớ mình tính như thế nào không? Tính từ phải sang trái nhé. Cộng số đơn vị trước, cộng số chục sau. 3 cộng 7 bằng 10. Viết không, nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3. 3 cộng 6 bằng 9. Viết 9. Vậy, 23 cộng 67 bằng 90. Ba phép tính còn lại, các con hãy đặt tính rồi tính vào vở. Cô sẽ dành một khoảng thời gian để con làm bài nhé. Xong chưa nào? Mình cùng kiểm tra kết quả. Phép tính Phép tính tiếp theo, bốn mươi sáu cộng mười tám. Còn hãy quan sát. Thứ nhất, còn đặt tính đã đúng chưa? Và kết quả? À, so sánh với bài làm của mình nhé các con. Còn đọc lại cùng cô. Bốn mươi sáu cộng mười tám bằng sáu mươi bốn. Phép tính tiếp theo, năm mươi chín cộng hai mươi Con đọc cùng cô. 59 cộng 21 bằng 80. Và phép tính cuối cùng. 64 cộng 19. À, 64 cộng 19 bằng 83. Qua bài tập 2, các con đã biết cách đặt tính và tính kết quả đúng. Cô nhắc nhở các con cần đặt tính thẳng cột và tính cẩn thận số nhớ ở hàng đơn vị phải nhớ vào hàng chục. Đừng quên nhé các con. Và cô mời các con quan sát hình ảnh sau. Đây là hình ảnh que tính được sắp xếp thành một phép tính. Còn có nhìn ra các số không nào? Còn đọc cùng cô. 36 cộng 45 bằng 97. Để xem bài tập yêu cầu mình làm gì, cô trò mình sẽ đọc yêu cầu bài tập 3. Mỗi hình có một que tính đặt sai vị trí. Em hãy đặt lại cho đúng. Biết rằng a, à, que tính ở kết quả đặt sai. Muốn điều chỉnh thì mình phải biết kết quả đúng. Nào, các con xác định kết quả ở đây là số mấy? À, kết quả là 97. Bây giờ các con hãy lấy bảng con, đặt tính và tìm kết quả đúng cho phép tính 36 cộng 45. À, kết quả đúng là 81. Vậy, các con hãy quan sát, suy nghĩ, chọn và đặt lại một que tính để được số 81. để xem các con có chọn giống cô hay không mình cùng so sánh nhé các con có đặt que tính lại giống như vậy không nào cô khen các con tương tự ở câu b que tính ở số hạng thứ hai đặt sai còn đọc cùng cô phép tính 74 cộng 16 bằng 84. Con hãy xác định số hạng thứ 2. À, số hạng thứ 2 là 16. Que tính ở số hạng thứ 2 đặt sai. Vậy, con hãy suy nghĩ tự tìm lại số hạng thứ 2 đúng và đặt lại que tính cho đúng nhé. Cô gợi ý con tìm 74 cộng với mấy? thì được 84. Chính xác rồi, đó là số 10. Mình đặt lại que tính như thế nào đây? Các con có đặt lại que tính giống như vậy không nào? Cô có lời khen các con nhé! Sau tiết học này, các con có thể dùng que tính, sắp xếp các phép tính và đố người thân, bạn bè của mình nhé. Bây giờ, cô và các con hãy cùng robot kiểm tra lại bài toán bằng cách ghi đờ vào ô vuông có kết quả đúng và ghi sờ vào ô vuông có kết quả sai. Còn quan sát kỹ bài thứ nhất. 57 cộng 28 bằng 85. À, robot ghi đờ. Con có đồng ý, đấy là kết quả đúng không? Cô cũng đồng ý với robot nhé. Và phép tính thứ hai. Robot ghi sờ. Ý con như thế nào? Cô đồng ý với bạn robot. Vậy theo con, 46 cộng 25 bằng 61 sai ở chỗ nào? chính xác sai ở kết quả nhé. Và sai ở số chục. 6 cộng 5 bằng 11, viết 1, nhớ 1. Khi cộng số chục, lại quên thêm số nhớ vào nên kết quả sai. Vậy kết quả đúng phải là 71 nhé. Các con cần lưu ý khi thực hiện phép cộng có nhớ số có hai chữ số với số có hai chữ số. Con cần Thứ nhất, đặt tính đúng, viết các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau, số đơn vị thẳng cột với số đơn vị, số chục thẳng cột với số chục. Bước 2, tính. Con tính từ phải sang trái, cộng số đơn vị trước và khi có nhớ, chúng ta cần thêm số nhớ vào hàng chục nhé. Ở nhà, các con thực hiện lại các bài cô đã hướng dẫn vào vở và con hãy tự luyện thêm bằng cách làm các bài tập ở trang 77, 78. Không quên chuẩn bị trước bài luyện tập trang 79 để học tốt cho giờ học sau. Cô chúc các con học tốt. Cô chào tạm biệt các con.